Cần Thủ Bá Khí chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay sau cơn mưa mình đi dã dớn. Nắng lên luôn. Mới hết mưa các bạn, mình đi dở liền. Đi câu cá. Không thấy động tĩnh. Nó không mang thao gì được. Rắc dữ vậy trời. Đi xuồng mà nó rắc. Nắng nó luôn. Mới hết mưa xong. Nắng gắt luôn rồi. Nãy không ai nắng chiều mà. Sai sai ha, gian vô màn hình đó. Được mấy con? 4-5 con. Lật xuống. Rồi, đúng dần đi. Cá thứ hai các bạn. Cái vô nữa vậy trời. Còn nãy như không đóng đâu vậy kìa. Còn mở đi. Mở mở. Oh.
đốm gai đi, có làm sao kìm kìa. Bấm đi. Nhóc quá chứ. Mát. Dữ lắm, dữ lắm. Ôi, giỡn nổi luôn. Trời ơi, trúng mánh luôn. Trời ơi, nguyên ẩu luôn. Dữ lắm. Nè, cái này coi. Ôi. Tới kia ngồi đi, tới kia ngồi đi, hơi ngớt giờ, tới kia ngồi xuống đi, cho xài ra nước cái răng. Ôi
dầu này nãy dính phải không? Hả? Cái dầu nãy dính rồi phải không? Cái dầu này thả lại không? Nguy cá. Nhiều không? Nhiều. Dữ dằn, dữ cá. Mày dinh. Bàn tay. Mưa, mới mưa xong cá dính đi. Mày dinh mà nhung của Phi. Ừ. Trong đây còn nhóc cá này. Cá gì nữa? Tao thấy được mấy cái vớn luôn. Quay thấy cá là thấy vớn nhanh luôn. Thấy được không? Được. Vô. Thì đây cá này dữ lắm. Cá. Ừ, cá. Dữ không? Cá mà bự không? Nếu các bạn thấy video của mình hay, hãy đăng ký kênh và chia sẻ video của mình cho mọi người cùng xem nhé nha. Dạ thì mình với thằng em mình đi vô. Mình chào bạn. Xin chào các bạn, mình là Cần Thủ Ba Khía. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Và nhớ bấm nút đăng ký kênh để xem những video về miền Tây tiếp theo của mình nhé. Cảm ơn các bạn.